Chị xây 6. Nguyên bộ này bán luôn hả? Bán luôn. Đó, bộ nó bán luôn kìa. Cạo nóc luôn. Đó, cạo nhà anh em bữa nay mình lên chia sẻ cho cái là hai con máy chặt máy xe nha. Đội của anh Khánh lại ở Long Hiệp, Hậu Thành. Hai chiếc nha. Mới vô chiếc rồi đó. Vô xuống đồng này ở chạy khu này tôi ở ở Tân Hòa nha cả nhà. Ở Tân Long á. Mấy xe cháy bụi đèn đẹp ghê cho tất cả. Đó, đi vô trong bến này xuống như bến này nha, vô cổng là gác mái nha, gác mái xuống ruộng chạy đó. Đó này anh em bắt đầu gác mái này nha. Máy xe ba máy nha, đuôi đuôi xe bánh này mét mấy à pha mập 15 ý lộn mét mốt bánh lá một mét mốt bánh lá nhỏ nè mét mốt đang bán luôn á đó cặp bánh mà giờ không bán nha, con gà đang vô vụ không có bán. Nó đùi xe này xe máy à. Đi xe 5 hả? Đi xe 6. Nguyên bộ này bán luôn hả? Bán luôn. Bộ nó bán luôn kìa. Cạo inox luôn nè. Inox cái hông không nha. Còn mấy cái thanh đứng đồ bằng sắt nha, ngang đồ sắt luôn, ngang cái kiểm nhúng đó. Bên đây cũng là máy xe luôn nha, cũng chạy xe 6 luôn nha. Có chế này, chế này màu đèn nè, màu đèn nó chạy đêm, hai ống đèn quá đẹp luôn nè. Có xài bánh lớn không nha? Nó cho thêm dầu để cào vậy nè. Đông vậy. Nhân chặt cái đồ bật ga bật vô này nha. Còn áo đen vậy. Qua quay lại đánh gáp máy đây nè, xem nè. Gáp máy này rất là đơn giản, không có còn cần đậu gì chăng á. Đang gỡ gờ mò, gỡ cái đuôi gờ mò á. Trên
chơi cái bình dầu chạy bá này, chạy bình dầu này chạy đã luôn nha. Có 30 lít chứ gì đâu. Có 30 lít. Quá tài bình dầu. Đó, cháu lên vậy nè. Đơn giản nha cả nhà. Lâu lâu này mình lên chia sẻ ở máy xe cho cả nhà xem nha. Đây là đội của anh Khánh đó. Nó thấy dễ dàng không? Mình gáp mà dễ dàng luôn nha. Nó xong một bên. Con này xuống đây nè, ra ngoài khu này nè. Đây khu này nè. Thầy bánh vừa thầy thế không à, chế rất là đơn giản. Hôm qua rất chiều tối đó nước cạn rồi, nước vô. Rất chiều đó lại đang ấy đó. Nó đang khá bên đây nó gắn vô rồi xong. Tại xài cái bánh bự nó hơi khó thay hơn cái bánh nhỏ. Đó, vô xong rồi nha. Con này cũng gặp hai bánh xong rồi đó. Mình gắn lết nó cào lên xuống hai nha cả nhà. Nó cào đó xuống bắt đầu gắn lết vô là xuống cũng chạy đó. Bên này mình chia sẻ cả nhà tới đây cũng tạm dừng video nha. Nhà thấy hay nhớ cho một like, share, một đăng ký nha. Nhớ bấm chuông để theo dõi các clip tới nha cả nhà. Rồi chào cả nhà nha. Lần nó cũng vậy mà hai lần nó cũng vậy, nó có thay đổi, lần thứ hai nó còn xấu hơn lần trước.